nhà đất Hồng Sơn mến chào quý khách. Rất vui được gặp lại quý anh chị quý hàng trên kênh YouTube nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng nay mình sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn biệt thự mini được thiết kế xây dựng một trệt hai lầu đúc 3 tấm có sân thượng trên cùng quý vị nhé. Căn nhà này được chủ nhà thiết kế xây dựng một trệt hai lầu với diện tích là chiều ngang 6m, chiều dài lên tới là 28m. Quý vị có thể mua căn nhà này về vừa ở, vừa làm văn phòng đại diện, văn phòng công ty, rất là tốt. Căn nhà này chính chủ thiết kế xây để ở, do điều kiện công việc chủ nhà muốn bán lại căn nhà này cho anh chị nào đang có nhu cầu mua ở, mua đầu tư hoặc là mua cho thuê mà có nhu cầu trên thì hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn để mình đi xem trực tiếp. Nhà này có hướng đông nam quý vị nhé, và có con đường phía trước rộng 6m, cách con đường 20m, là một con đường rất là lớn quý vị này. Phía trước là một con đường nhựa cực kỳ lớn, lưu thông từ ngã tư Bình Chuẩn đi ngã 6 An Phú quý vị nhé. Một con đường nhựa phía trước rộng tầm khoảng là 20m, thì cách nhà này chỉ tầm khoảng là 30m thôi là mình tới nhà này rồi. Nhà này có view sân rất là rộng quý vị nhé, được chủ nhà thiết kế xây như là một biệt thự mini. Cổng ở đây thì được chủ nhà đắp phù điêu và phun cát màu vàng rất là đẹp. Đây là một con đường thông quý vị nhé, đường thông 6m, quý vị nhìn thấy con đường này. Kế bên đây thì có những trường mầm non, rồi vào trong là những quán cà phê, quán ăn ở khu vực này rất là nhiều. Và view sân này quý vị có thể để được vài chiếc xe hơi, để được khoảng 2 chiếc xe hơi quý vị nhé, và vài chiếc xe Honda ở khu vực này. Mình lại nhìn lại mặt tiền phía trong căn nhà này. Mặt tiền được nhà thiết kế theo dạng tân cổ điển năm 2022 và hướng tới xu hướng năm 2023 quý vị nhé. Mặt tiền được chủ nhà thiết kế rất là đẹp, với chiều ngang 6m, chiều dài 28m, một diện tích rất là đẹp được chủ nhà thiết kế xây dựng. Với công năng sử dụng gồm sân đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp. Nhà này có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Chủ nhà dùng nội thất đồ cao cấp hết quý vị nhé. Tuy nhiên do điều kiện công việc nên chủ nhà muốn để lại căn nhà tâm huyết này cho anh chị có nhu cầu mua ở thì hãy theo dõi kỹ video của nhà đất Hồng Sơn. Nếu thấy đẹp hợp lý thì mình có thể alo cho Hồng Sơn để đi xem trực tiếp. Di chuyển vào hè, ở đây thì mình có bậc tam cấp được chủ nhà làm đá đây. Hè thì được chủ nhà làm hai trụ cột vuông hai bên. Mặt tiền thì được chủ nhà đắp phù điêu và phun cát rất là đẹp. Cửa chính ở đây thì được chủ nhà làm cửa nhựa loại thép rất là đẹp quý vị nhá, và chắc chắn một nhãn hiệu rất là cao cấp. Tất cả từ cửa phòng ngủ cho tới cửa chính được chủ nhà làm cửa nhựa loại thép, và cửa phòng vệ sinh thì được chủ nhà làm cửa nhôm xin pha. Bên hông này chủ nhà có chừa gần 1m ở đây để tạo một đường đi mình có thể vào trong bếp được quý vị nhá, và lấy sáng lấy gió tự nhiên cho căn nhà này. Mời quý vị mình vào trong tham quan chi tiết căn nhà này. Di chuyển vào trong đây là khu vực phòng khách này. Phía trên là trần chỉ thạch cao, cộng với đèn LED, đèn chiếu sáng kết hợp với quạt trần ở trên. Trần chỉ thì được chủ nhà làm dát vàng rất là đẹp nhé quý vị. Khu vực phòng khách thì chủ nhà để rất là rộng này. Đây là khu vực phòng khách quý vị nhé. Chủ nhà thiết kế bên đây mình kê kệ tivi bên đây, và vách thì được chủ nhà ốp gạch bóng kính cao tầm hơn 1m khu vực này. Bên đây là khu vực kê bàn ghế quý vị này. Ở đây thì mình có khu vực kê bàn ghế phòng khách rất là rộng. Thì đây là một căn nhà chính chủ thiết kế xây để ở, nhưng do điều kiện công việc chủ nhà bóp bụng muốn bán lại căn nhà này cho anh chị nào có nhu cầu mua ở thực tế sẽ được sản phẩm rất là tốt. Nền thì được chủ nhà lót gạch bóng kính giả đá loại 1 khổ 80-80, vân đá rất là đẹp. Di chuyển vào trong đây là khu vực view bếp rất là rộng, vì nhà này có chiều ngang rộng lên tới 6m nên chủ nhà thiết kế đi cầu thang bên hông, tạo cho mình một không gian mở, một phong cách trẻ trung. Khu vực phòng bếp thì quý vị có thể kê bàn ăn 8 ghế hoặc là 10 ghế rất là rộng rãi quý vị nhé. Bếp thì được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới bằng chất liệu gỗ ăn cường cao cấp. Vách thì được chủ nhà ốp kính cường lực sơn màu xanh rồi.
Phía trên nhà mình sẽ có hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng cũng như là quạt trần ở khu vực phòng bếp nhà mình, tạo một không gian thông thoáng. Vì phía sau nhà mình có giếng trời rất là lớn và phòng vệ sinh ở cuối căn nhà quý vị nhé. Ở đây là khu vực giếng trời lớn ở đây quý vị này. Và đây là khu vực phòng vệ sinh ở cuối căn nhà. Khu vực ở phòng vệ sinh này thì chủ nhà thiết kế 3 phòng vệ sinh của 3 lầu chồng lên nhau ở khu vực này quý vị nhé. Những phòng vệ sinh ở trên cũng rộng như thế này này. Phòng vệ sinh rất là rộng rãi quý vị nhé. Vì căn nhà này được chủ nhà thiết kế như là một biệt thự mini với diện tích chiều ngang 6m, chiều dài lên tới là 28m. Và giá căn nhà này thì đang được chính chủ gửi bên nhà đất Hồng Sơn chào bán với mức giá là 8 tỷ 500 triệu đồng. Quý vị có nhu cầu đi xem căn nhà này hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn qua số điện thoại 0983 155 009 hoặc số 0973 114 255. Hẹn nhà đất Hồng Sơn ở vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú hoặc ở ngã 4 Bình Chuẩn hoặc Ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn, mình sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp sản phẩm này. Bây giờ mời quý vị mình lên lầu trên để tham quan, khám phá những phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ ở trên quý vị nhé. Ở đây thì sẽ có cửa đi bên hông này. Mình đi chợ về có thể đi bên hông này về nếu nhà mình có khách. Và bây giờ mời quý vị mình lên lầu trên để tham quan hết khu vực ở trên. Trụ và tay vịn cầu thang thì được chủ nhà làm gỗ gõ đỏ quý vị nhé. Kết hợp với vách bằng sắt đúc kỹ thuật rất là đẹp. Đá hoa cương thì được chủ nhà làm một loại đá rất là cao cấp. Mình cùng di chuyển lên lầu trên. Lầu này sẽ có 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh riêng ở trong phòng quý vị nhé. Và đây là không gian phòng sinh hoạt chung. Và đây là phòng ngủ đầu tiên của căn nhà này. Các phòng ngủ thì đã có nội thất cơ bản như là giường, bàn trang điểm, rồi tủ áo. Ở đây có dàn tủ áo quý vị nhé. Và chủ nhà đã gắn sẵn một máy lạnh ở đây rồi. Và đây là khu vực phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh rất là rộng rãi quý vị nhé. Nhà này sẽ có 3 phòng vệ sinh ở cuối căn nhà rộng rãi như thế này. Và kế bên là khu vực giếng trời rộng rãi rồi. Giếng trời thì trùng với ở dưới bên đây quý vị nhé. Một căn nhà được chủ nhà thiết kế phòng ngủ nào cũng rộng rãi và thông thoáng. Đều có cửa sổ bên hông, rất là mát. Và đây là khu vực ban công bên hông căn nhà quý vị này. Nhà này có hướng đông nam mát mẻ quý vị nhé. Cách con đường lớn chỉ tầm khoảng là 30 mét thôi. Và đây là phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ master quý vị nhé. Phòng ngủ này thì sẽ có cửa phía trước hướng đông nam và cửa sổ bên hông phía ban công nhà mình. Đây mình có ban công rộng này. Ở đây thì mình có giường này, tủ áo 4 cánh cộng với kệ để vali túi sách, cộng với bàn trang điểm và bên đây là bàn học quý vị nhé. Và phòng ngủ nào cũng được chủ nhà gắn máy lạnh rồi. Ở đây thì sẽ có khu vực phòng vệ sinh riêng trong phòng rộng rãi này. Đây là phòng vệ sinh thứ 3 của căn nhà rồi quý vị nha. Phòng rất là rộng. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn, chuyên bán nhà thành phố Thuận An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương cũng như khu vực thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Tân Uyên, Bình Dương. Căn nhà Hồng Sơn đang giới thiệu cho quý vị có diện tích ngang 6, sâu 28. Được chủ nhà thiết kế một trệt hai lầu như là một biệt thự mini. Nhà có hướng đông nam và giá là 8 tỷ 500 triệu đồng. Giá này vẫn còn được bớt trực tiếp với chủ nhà quý vị nhé. Lên lầu trên cùng. Ở đây là phòng ngủ thứ 3. Và quý vị nhìn thấy này, tất cả cửa chính cho tới cửa phòng ngủ thì được chủ nhà làm cửa nhựa loại thép cao cấp quý vị nhé. Còn cửa của các phòng vệ sinh thì được chủ nhà làm cửa nhôm xin pha. Và phòng ngủ có nội thất cơ bản quý vị này. Chỉ thiếu chăn ga gối nệm nữa là có thể về ở được luôn trong phòng này. Còn hai phòng ở dưới thì đã có chăn ga gối nệm luôn rồi. Từ trên đây thì mình có thể nhìn xuống khu vực giếng trời rất là rộng quý vị nha.
Và bên đây mình có dàn tủ áo này, phía trên là máy lạnh các vị này. Ba phòng ngủ đã có ba máy lạnh sáp được chủ nhà gắn đầy đủ rồi, và ba phòng ngủ đều có ba phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Nhà này gồm 3 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh quý vị nha. 3 phòng ngủ đều là 3 phòng ngủ master. Nội thất cơ bản từ bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm cho tới gương soi được chủ nhà set up đầy đủ hết cho quý vị khi mua về ở một căn biệt thự mini như thế này. Đây là một căn nhà, một trệt 2 lầu rất là lớn, có thể gọi là một biệt thự mini được quý vị nha. Và ở đây thì có cầu thang lên sân thượng nha. Mình xem hết khu vực ở dưới, mình sẽ lên sân thượng ở trên. Khu vực đây thì quý vị có thể kê sofa, ngồi uống cà phê như là một phòng chờ, một phòng khách phụ trên đây quý vị nhé. Hành lang bên hông này. Từ đây thì mình có thể nhìn thấy con đường phía trước này quý vị này. Đường cách nhà này chỉ vài chục mét thôi. Một con đường xe cổ đang lưu thông ở đây quý vị nhé. Rất là lớn. Bây giờ mình sang thăm khu vực phòng thờ phía trước này. Nhà thiết kế xây chưa có ở tới quý vị nha. Quý vị có thể làm phòng ngủ thứ tư hoặc là làm phòng thờ ở đây. Nếu quý vị làm phòng thờ thì nhà này được 3 phòng ngủ, còn quý vị bên công giáo thì làm được 4 phòng ngủ quý vị nha. Ở đây thì chủ nhà đã kê nội thất sẵn rồi. Cửa nhựa loại thép này. Bây giờ mình cùng di chuyển lên sân thượng trên cùng để tham quan sân thượng ở trên quý vị nhé. Cầu thang thì được chủ nhà làm tay vịn gỗ bò đỏ, rất là đẹp. Một căn nhà 8 tỷ rưỡi, có diện tích là ngang 6 sâu 28. Mình sẽ để chi tiết ở phần mô tả, quý vị hãy xem ở phần mô tả quý vị nhé. Từ diện tích cho tới địa chỉ cho tới thổ cư. Sân thượng trên cùng này. Ở đây thì chủ nhà đã gắn năng lượng mặt trời cũng như bồn nước và những cục máy lạnh ở đây rồi. Ba máy lạnh ở dưới thì ở đây có ba cục nóng quý vị này. Và phía trước là con đường này, thì từ đây thì mình nhìn xuống ở dưới là khu vực giếng trời. Ngoài đây thì quán ăn quán nhậu rất là nhiều rồi quý vị ơi. Quán cà phê đầy đủ hết nha. Cửa trên sân thượng này cũng được chủ nhà làm cửa nhựa loại thép luôn quý vị nhá. Cửa rất là cao cấp. Sân thượng phía trước này. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.